Trời ơi, hình như bọn Titan nó sắp tấn công vào thành phố rồi các bờ rồi Nhìn chúng nó kìa Thật là khủng khiếp Tôi phải vào đây tôi thủ cố thủ trong này để bảo vệ những cái em gái Alime này các bờ rồi ơi Ôi nhìn cái cặp sinh đôi này nó nhìn tôi với ánh mắt thật là khinh bỉ các bờ ạ à. Ui em này holy moly Holy shit tôi có chuẩn bị sẵn một lượng đồ ăn để có thể sinh tồn qua những cái ngày tấn công của Titan rồi các bờ rồ ạ Các em gái Alime lên giường đi chúng ta cùng dùng bữa nào Chúc các bờ rồ ngon miệng